Hello Mười, xin chào ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với lại kênh Mười Nhà Quê Thách Xịt Vlog. Lâu rồi mọi người không có thấy Mười ra video đúng không mọi người? Thì bây giờ hôm nay vì bận quá mà hôm nay Mười có thời gian, sẵn có dịp mấy đứa em nó qua chơi thì mình dẫn mấy em ra ngoài công viên chờ. Mười mời mọi người theo Mười nha. Bây giờ đang là 7 giờ mấy ở Thách Xịt nhưng mà mặt trời vẫn còn đang rất là chói nha mọi người. Ai sao là em thích Houston không? Cũng ok, Hơi nóng hả? Hơi nóng vậy. Hơi nóng hả? Bé nhìn lại kìa. Chi, con từ Cali qua đây con thích Houston không? Dạ ok. Ok. Sẵn thì Mười sẽ cho mọi người xem cái kiểu nhà ở Thách Xịt. Đó. Khu phố rất là yên tĩnh. Bốn bạn kia đi nhanh quá, đi qua tuốt bên kia luôn rồi. Chạy chạy chạy. Coi chừng đi vô ổ kiến nha Sarah. Trời còn nắng và hơi bị chói. Sarah có tính về Houston ở không Sarah? Dạ chưa biết. Chưa biết. Để coi, để suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại hả? Thật sự ra ở Houston á, thì buổi trưa á, mùa này thì nó hơi nóng nha mọi người. Nhưng mà mọi nghĩ thì mùa hè ở đâu cũng nóng hết á. Được cái á, Houston á, buổi sáng sớm và buổi chiều khi mà mặt trời lặn á, thì gió mát giống như là ở Sài Gòn vậy đó. Rất là thích luôn. Trong lúc chờ cho mọi người bơi thì Mười với lại Sarah sẽ đi xuống dưới hồ cho rùa ăn. Đi xa. Mấy con rùa ở đây dễ thương lắm mọi người. Cho rùa ăn bánh mì. Nhiêu đây bánh mì sao đủ? Mọi người thấy không, rùa quá trời luôn, nhiều lắm. Nè em miếng, chị miếng nha. Ngồi lên đây được không? Từ đi từ bên Sarah, từ ở bên South Carolina đi qua Houston là chỉ có để cho rùa ăn thôi đó. Đó mọi người coi ăn kìa, mọi người coi rùa bánh mì kìa. Nhỏ thôi hả? Nào là ăn miếng đó luôn á.
Nhiều quá luôn á. Cái cưng ghê chưa? Đua hồi rớt chứ gì không? Sugana nữa. Hello. Để em kể mọi người nghe hôm bữa vui lắm. Em với chị em cũng mọi người trong gia đình đi tập thể dục ha. Cái đi đi từ cái khúc trên kia kìa. Cái chị em thấy con rùa ở trên đó, con rùa nó đi ngược lên trên đó. Cái chị em thấy tội nghiệp quá. Cái chị em mới ẵm con rùa đó. Chị em nâng niu nó, chị em để nó, trời ơi sao đi lạc lên trên đây. Đi xa lắm nha mọi người. Đi lại đây cũng khoảng 5 phút á, thả con rùa xuống hồ. Giống như là chị em nói là mới làm được một việc tốt vậy đó mọi người. Nhưng mà em nghĩ là em nói chứ, biết đâu con rùa nó đang đi đâu đó, đi cần đi kiếm gia đình họ rùa nó, mà hay là cái hang rùa ở đâu gần ở đó, mà đi gần tới hang rồi gặp bà chị em bắt con rùa thả lại cái hồ, là mất hết mấy tháng con nhỏ đi luôn mọi người. Cho nên là thấy vậy chứ nhiều khi chưa biết phải vậy luôn. Rùa nó đi lúc đó cũng cực lắm chứ bộ, nhiều khi nó đi tới đó mấy tháng mới được tới đó, gặp bà chị mình bắt thả lại như cũ, làm nhỏ phải đi lại thêm mấy tháng nữa, quá trời. Thì cũng mát ha. Hả? Hả? Cái năm mai mốt là cái nước mà nó lên đó là nó sẽ chảy. Bên đây giống như là một con suối vậy đó. Hả? Quá đẹp và quá thoải mái luôn á mọi người. Chiều chiều đi ra đây đi bộ là thích lắm. Người thấy những cái nhà mà view hồ giống như vậy mọi người, là ở đây là SOA, người ta không có cho trồng cây, trồng rau hay là làm vườn ở trong vườn đâu, là bởi vì những cái nhà là SOA người ta sẽ quản lý cái phần sân sau của nhà mình vậy luôn, không cho trồng gì hết, chỉ có cây của SOA cho trồng thôi chứ không có được trồng rau gì hết á. Nhà ở Texas thì rất là rộng lớn luôn. Mình nghe nói là có những anh chị ở bên Cali qua đó, Cali thì đắt đỏ quá rồi, thì bên Cali mà bán một căn nhà đó, mua mua một căn nhà bên Texas đó là còn dư được rất là nhiều tiền luôn, và có thể dùng cái tiền đó để đầu tư những cái khác nữa. Nhà ở Texas thì giá rẻ nhưng mà thuế tương đối là cao nha mọi người. Cao hơn ở mấy tiểu bang khác. Mới với lại Sarah đi nhiều quá cho nên là mỏi chân. Thì mỗi khúc nào mình ngồi nghỉ ở khúc đó. Cái khúc này ngồi cái view của nó giống như là ở Đà Lạt vậy sợ. Sarah thì nói là ở bên chỗ của Sarah ở tiền thuế nhà rất là rẻ. Bẻ hoa bắt bướm ha, đẹp ha. Qua đây ở đi sao nào, để suy nghĩ lại nhà bé mắt, hả? Nhà bé mắt, Nghe đây mắt hả? mắt không bên đây. Cái mua hoa chuối nha. Đi xuống dưới thử đi. Chuối hả? Chị cũng không biết nữa. Không biết cây này cây gì mà nó mọc dại vậy đó. Cái này nó giống như cái rau ở dưới nó gọt là gì à? Không biết rau hoa gì, rau gì. Rau dại. Sao là tập thể dục. Cái giữa mới đủ cao. Wow. Trong này là hồ bơi mọi người. Đó, cả nhà đang bơi trong đó, chỉ có mình với lại Mười với lại Sarah đi bộ vòng vòng ngoài thôi. Chiều trời mát rồi người ta ra đây ngồi nhiều lắm. Mấy người kia đang bơi hết rồi thì Mười với Sarah sẽ tự giăng dây nhảy nha mọi người. Mình sẽ giăng vô hai cái gốc cây kia rồi hai chị em nhảy dây. Là cho em xin một vé đi tuổi thơ. Ê bây giờ hai chị em mình ngồi xuống đây nè. Bây giờ hai chị em mình lấy hai cái gốc cây kia giăng dây rồi mình tự nhảy luôn. Sao nhảy được? Được. Không phải em biết chơi ba kiểu không? Chơi kiểu hồi đó mình hay chơi á. Biết chơi không? Quên hả? Chỉ biết chơi quay dây thôi hả?
như là mình mượn hai cái gốc cây đó luôn, mình giăng cọng dây qua rồi nhảy cái kiểu ngày xưa đó, biết chơi năm ba kiểu, năm kiểu được không? Quên hả? Ý là em cầm một dây. Không, mình giăng hai cái gốc cây đó luôn, mình lấy cái một hai cái gốc cây đó giăng cho mình, hiểu không? Mình cột dây thun vô đó, rồi mình nhảy thôi, hiểu không? Hiểu không? Được không? Dài đủ thử nha. Đây. Và đây em một bên chị bên. Hồi nhỏ chị nhảy dây giỏi lắm á. Giờ chắc đỡ nhiều rồi. Ê, mình lớn cái tuổi á, cái đầu gối mình nó có vẻ như yếu nha. Trong lúc hai chị em đang chơi thì có một gia đình nó đi ngang, thì có hai đứa bé nó muốn thử nhảy thử. Thấy các bé có vẻ hào hứng cho nên là Mười với lại Sara cổ vũ nhiệt tình luôn. Nhưng mà anh lớn thì nhảy qua được, còn em nhỏ thì nhảy bị dướng dây nha mọi người. Rẻ, ở đây rẻ, còn trên em sao? Bên em cũng rẻ hả? Mùa hè là nó có đi mấy trời á, của người làm kia, người không kia họ bán, là muốn họ trồng ở nhà, đồng bó hả? Cũng rẻ hả? Có nhiều lá lốt nữa. Vậy hả? À, nhiều. Ở Houston thì nhà chị tự trồng không à? Hay tự trồng hay ăn, không có thể mua? Dạ, mình trồng ở chợ. Dạ. Quay đi rồi sao rồi nhảy vô. Biết nhảy không đó, vô. Giỏi quá ta. Trời ơi, cái này là nghề của Mười. Không bao giờ mai một. Thấy chưa, trời quay vòng vòng nè. Đó. Ngon lành chưa? Cũng dây bị nha. Lên xíu nữa đi chị. Giỏi. Giỏi. Chân gian nè. Làm lại đi cưng. Mời cho kỳ. Lại đi cưng. Con nhỏ đó bị đừng á chị, bị đừng á chân gian. Lên quá đi cưng. Đừng rồi mày nha, chơi đi, chẹo băng giang đó đâu. Ok, lại ok, không chơi đàng hoàng, chơi đàng hoàng. Giỏi, lên. Thế. Chứ mới sao bộ vậy? Gì? Kệ đi cưng, ráng đi. Xuống. Đừng có thấp quá. 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 Quá dữ. Đúng không? Đúng rồi. Giờ mới ra đó mọi người. Ô, dữ ngay. Ai kẹp dây? Không biết mẹ em có kẹp. Mami. 1 2 1 2 3. Giỏi lắm. Ai bị người đó ra. Rồi Anderson bị, Anderson đi ra. Ai bị luôn. Khi là
Bây giờ là trời tối rồi nhưng mà mọi người vẫn còn ngoài này đông lắm. Rất là vui luôn á mọi người. Đó, tối rồi đó mà chưa ai về luôn. Giờ mình đi bộ về nhà. Giờ coi như là đuối hết rồi. Đi hết nổi. Tối nay về ngủ đã lắm luôn á. Nhưng mà ngày mai nó nhức người cho coi. Ok. Bye bye mọi người nha. Video của Mười đến đây là hết rồi. Mười xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của Mười. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Chào mọi người. Chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.